Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Chào mấy anh em đến với phụ kiện đi rừng của anh Bảy Thép ha mấy anh. Và bữa nay tiếp tục lên một số sản phẩm mình để em đi rừng, đi bẫy gà rừng anh em. Bẫy gà rừng ha. Đầu tiên lên cho anh em một cái túi đi. Cái túi này thì cái túi này mình đựng, để mình đựng gà mồi ha anh em. Này thì anh em cũng biết nhiều ha, cái này bán lâu ha anh em. Thì cái túi này thì trong nó bằng vải dày lắm nghe anh em. Vậy ha, nó dày kéo xịn ha, có quay quải ha anh em. Cái túi này hiện tại thì em đang bán là 150 nha anh em, 150 một cái túi ha. Em gửi cái túi ha anh em, dây trong nên game coi nè, dễ dày ha anh em, 150 ha, 150 một cái túi này nha anh em. Ngoài ra có bán cái túi đựng gà bổi nữa nha anh em, gà bổi ha. Túi này mà cái gì 25.000 anh em ha, cái gì 25.000 gà bổi ha, đơn giản anh em, có bài quả ha. Rồi tiếp đó là em giới thiệu với anh em là cái bẫy anh em, bẫy chân ha. Bẫy chân thì nó có hai loại, một đón một đá ha anh em. Rồi thì cho anh em coi nè ha, cái này bằng thép ha, thép cứng nè. Thép này thì để mình cắm với chỗ nào mình bằng đá bằng đá cứng anh em cộng ha. Cái dòng này dòng bằng thép anh em, thép ha. Cáp là cáp 432 ha anh em. Ok xịn ha anh em. Dây là dây Nhật ha anh em. Nó không gõ hùng quay, không gõ hùng cho anh em ha. Này bằng dây dù Nhật nha anh em, mềm đó ha. Này cáp nè ha. Này con dây ha, quấn nó này dây siêu bền nha anh em. Cực kỳ luôn ha. Cáp nè. Quay kỹ cho anh em coi ha. Sao nó không lấy nét được nè. Rồi một bộ vậy là nó có hai loại anh em, một đón một đá ha. Một loại vậy thì em bán giá là 200 nha anh em. Thì dòng này là dòng VIP bên em rồi. À, không có đồng nào nữa, hơi tê quýt hơn nữa anh em. Đây dù Nhật ha anh em, này nhỏ màu cỏ khô luôn nha anh em, màu cỏ khô ha. Này phan hai lỗ quấn ha, đồng lên ha anh em, chắc chắn lắm ha, phan liền ha anh em, phan liền ha. Bộ vậy là nó 20 chân ha anh em bán là 200 ha, 20 chân 200 dây siêu bền ha anh em, hai cộng hai dây siêu bền quấn lại ha, phèn hay phèn liền nha anh em. Và anh em nào có đặt hàng thì em có để số điện thoại trên màn hình đó, anh em cứ điện thẳng trực tiếp nhắn tin Zalo ha anh em, em tư vấn cho anh em ha. Rồi cái này cái bảy thòng ha anh em, thòng ha anh em, coi dây siêu bền ha anh em. Bộ vậy là 20 cộng nha anh em, bán giá 100.000 ha. Bộ vậy là 20 cộng bán giá 100.000 nha anh em. Đây làm thủ công tay ha anh em, chắc chắn ha, phèn bằng thép ha, thép liền luôn ha anh em, thép liền ha. Ngoài ra em có bán cái chuông ha, cái chuông này khi gắn những cái bẫy dính cái kêu lên mình biết ha anh em, mình chạy lại mình bắt ha. Chuông cái gì là 30.000 nha anh em. Rồi xích chân gà gừng luôn, em có bán xích chân gà gừng luôn ha anh em. Xích chân gà gừng đây, gì đây cộng về đây là em bán 50.000 ha anh em, cộng bán 50.000 ha. Cho anh em coi nè, này làm thủ công quấn tay anh em, quấn tay thủ công ha, chắc chắn lắm nghe nè, về siêu bệnh ha, cái này chống sắn luôn nha anh em, anh em không sợ sắn ha, cộng về bán 50.000 ha, chống sắn quấn tay nè anh em, còn bộ quấn tay trên ha anh em, cộng dây siêu bệnh 50.000 ha anh em. Anh em nào có đặt hàng thì em có để số điện thoại em trên màn hình đó, anh em cứ điện thẳng trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo hay nè. Rồi cái càng gà gừng nha anh em, càng gà gừng này bằng đồng thau ha anh em. Cái càng này em bán giá 190 nha em. Trăm chín nha anh em, 190 cái càng ha. Rồi cái này là bảy giò, bảy giò chân cua gáy anh em. Này anh em, bảy giò này thì nó là bằng cáp thái, bằng cước thái anh em, cước thái cước malai ha. Bộ gì là 10 cái thì bán giá là 130 anh em. Dây siêu bền ha, dây nhỏ màu cỏ khô luôn anh em, ra nắng không sợ nó cong anh em, không sợ cong quéo ha. Bộ này bán chạy lắm nha anh em, bộ gì bán 130 ha. Cái này thì bán nhiều rồi. Chân thì anh em coi nè ha, chân bằng thép ha, thép xịn nè nè, cứng nè. Bộ dùm bán 130 nha anh em. Ngoài ra em có bán lá ngụy trang nha anh em, lá là lá dư sĩ Nhật ha, bó gì khoảng 90 lá bán 90.000 nha anh em, 90.000 ha.
lá bồ câu anh luôn anh em, lá bồ câu anh ha, lá bao cho anh em, đức hồng đức nữa anh em, bó gì là em bán 10 nhánh em bán là 35.000 anh em. Em có bán cái xào này anh em, cái móc chùa lụp ha, móc chùa lụp này anh em, móc chùa lụp này dưới bằng đồng thao ha anh em, dưới bằng thao ha, thao dưới đây thì bằng inox nóc ha, nóc có khẽn mắng lên để lụp trên cây nó không có sợ gớt anh em. Cây gì là em bán 140 nha anh em, 140 ha. Ngoài ra em có bán cái xào nữa nha anh em, cái xào xịn nha, xào bằng carbon ha, xào son xịn ha, buông ra được 3,5 m nha anh em ha, buông ra được 3,5 m, trên này nó có cái răng gì gặn, cái răng gặn này ha, cái nhẫn này mình dặn kéo lên mình dặn cái là nó không chạy tới lưu được ha, buông ra được 3,5 m nha anh em. Cái xào này nó ngắn chứ không có dài nè, chiều ngắn nó không có dài bằng cánh tay em ha, nó chiều độ dài nó bằng cánh tay ha anh em. Ở đó em bán cây xào bán 750 nha anh em, 750 bao ship anh em luôn ha. Rồi áo xào nè anh em, áo xào bằng vải kaki ha, kaki dày nha anh em, có quai mình quải luôn ha, có con dây nè quải, em bán 70.000 cái áo xào nha anh em, 70.000 áo xào ha. Rồi em có để số điện thoại trên màn hình, anh em nào cần cái mẫu 7 nào đó thì anh em cứ alo em ha, em gửi hàng báo giá gửi hàng cho anh em sớm về anh em xài anh em. Này bộ 7 thòng nha anh em, 7 thòng nha, bộ 20 cái bán là 100.000 nha anh em. Rồi chúc anh em ngày mới vui vẻ nha anh em, hẹn gặp lại anh em lần sau ha, sau lên mấy mẫu mới cho anh em tham khảo anh em. Này gà gừng ha, túi này thì anh em biết nhiều rồi ha, nó bán lâu rồi.